Tối ngày 15 tháng 4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công điện khẩn số 09 về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2020 để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thế nhưng, nhiều người dân bắt đầu có tâm lý chủ quan lơ là, không thực hiện nghiêm túc các quy định khi tham gia giao thông. Công điện nêu rõ, tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2020, người dân chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, thường xuyên đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, thực hiện giãn cách trên 2 mét khi tiếp xúc giữa người với người tại nơi công cộng, thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế. Các cơ quan, đơn vị, chợ, nơi tập trung đông người qua lại vẫn duy trì việc tuyên truyền, treo biển cảnh báo nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch COVID-19. Tiếp tục dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Tuy nhiên, sáng ngày 16 tháng 4, trên các tuyến phố vào giờ cao điểm có rất đông phương tiện qua lại, thậm chí có thời điểm lượng phương tiện đông đúc như những ngày bình thường trước kia. Không những vậy, tại rất nhiều điểm dừng đèn đỏ ở ngã tư, nhiều người không thực hiện đúng khoảng cách tối thiểu 2 mét mà đứng sát cạnh nhau, gây nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Nhiều người khi ra đường vẫn không thực hiện biện pháp phòng dịch là đeo khẩu trang. Các cửa hàng kinh doanh không thiết yếu đã mở cửa trở lại. Khu vực chợ vẫn có những trường hợp tụ tập đông người, không mang theo khẩu trang hoặc có mang mà không đeo. Thực tế, việc giãn cách xã hội cấm tụ tập đông người phải đeo khẩu trang khi ra đường đã là quy định bắt buộc trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp. Thế nhưng, tâm lý chủ quan, không thực hiện quy định của người dân khi ra đường, một số cửa hàng không thiết yếu vẫn mở cửa hoặc mở cửa trở lại. Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng cần quyết liệt xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm. Việc Chủ tịch UBND tỉnh ban hành tiếp tục thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2020 để phòng chống dịch COVID-19 là việc làm cần thiết. Do đó, người dân cần tuân thủ các quy định, nhất là việc đeo khẩu trang và hạn chế đi ra ngoài nếu không có việc cần thiết.